Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 3, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh làm rõ thông tin việc cửa kính ô tô, máy nhà dân gần sân bay Tân Sơn Nhất bị bi sắt văng trúng gây hư hỏng. Công an quận Tân Bình đã lập hồ sơ vụ việc, phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tân Bình và Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố cùng một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, người có liên quan, ra soát và làm việc với hơn 20 hộ dân tại khu vực ngã ba Lam Sơn Hồng Hà. Đồng thời triển khai lực lượng, nắm tình hình địa bàn tiếp tục mở rộng ra soát rộng ra các hộ dân khu vực xung quanh để thu thập thêm thông tin tài liệu và tổ chức truy xét đối tượng có liên quan. Bên cạnh đó, công an quận Tân Bình cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc, vận động, tuyên truyền người dân trên địa bàn nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn hoặc vụ việc tương tự nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, giải quyết và xử lý theo quy định. Bước đầu, công an quận Tân Bình đã có được một số thông tin phục vụ quá trình truy xét. Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình xác minh điều tra làm rõ Công an thành phố sẽ cung cấp thông tin khi xác định và xử lý đối tượng vi phạm. Sau thời gian xảy ra vụ việc trên, Công an quận chưa tiếp nhận được đơn thư tố giác tội phạm về việc bi sắt văng trúng, làm hư hỏng một số tài sản của người dân. Trước đó, ngày 6 tháng 3, nhiều hộ dân sống trên đường Lam Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết bị hàng loạt bi sắt văng trúng, làm hư hỏng cửa kính, mái nhà, ô tô trong khu dân cư. Ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an quận Tân Bình khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc trên.